Chào mọi người, mình là Lộc, đến từ studio Lộc Ngô tại thành phố Đà Nẵng. Mình biết Tizino đã lâu rồi, mình hiện tại mới có cơ hội để ra đến Hà Nội gặp Tizino. Khi mà mình quyết định đi ra Tizino thì gặp rất là nhiều khó khăn. Sau khi mà ra đến đây thì mình là người một số ít người ngoại tỉnh đến Hà Nội vượt rất là xa, hàng ngàn cây số để đến đây. Thì mình nhận được sự giúp đỡ của anh em rất là nhiều. Mọi người rất là vui vẻ để trao đổi kiến thức cho nhau. Trước khi ra thì mình đã dự định cho mình được một số cái dự án rồi. Mình cũng có được một vài dự định cho tương lai. Có một vài thắc mắc mình đã chuẩn bị sẵn và đã được thầy Nghĩa giải đáp rất là nhiều. Cái cảm nhận của anh như nào khi mà vượt hàng nghìn cây số từ Đà Nẵng ra đây để học? Cảm giác thì mình thấy nó rất là xứng đáng. Ngoài học thầy mình còn trao đổi kinh nghiệm trong nghề với tất cả anh em nữa. Mình là thay mặt cho các học viên ở xa gửi đến Tizino là một lời chúc, là chúc Tizino ngày càng phát triển thành công hơn, ngày càng có nhiều học viên hơn. Xin cảm ơn.